giải trí cuối tuần dành cho quý vị. Phần 2 của bộ phim truyền hình Những Ngọn Nến Trong Đêm vừa chính thức ra mắt khán giả tại thành phố Hồ Chí Minh. Xuyên suốt bộ phim Những Ngọn Nến Trong Đêm phần 2 chính là hình ảnh những người mẫu trình diễn trên sàn catwalk. Truyện phim được đạo diễn Đỗ Đức Thành và Nguyễn Khải Anh dàn dựng kịch tính với các mối quan hệ chằng chịt, xen lẫn những phút lãng mạn ngọt ngào. Nhà biên kịch Đặng Minh Châu một lần nữa cho thấy tài xây dựng một câu chuyện đầy tính thời đại và mới mẻ dựa trên những gương mặt cũ, ngành nghề cũ. 13 năm đã trôi qua, bộ phim Những Ngọn Nến Trong Đêm vẫn giữ nguyên sức nóng trong lòng khán giả. Phần 2 của bộ phim dự kiến phát sóng vào đầu năm 2016 với 36 tập. Thưa quý vị,